Tình hình là vừa mua được mấy em chân gà trắng nõn à, nhìn qua thôi là đã muốn chén rồi. Tiện thể đang mùa bóng bánh nên là làm ít chân gà ngâm xả tác nhắm cho nó uy tín nha. Ai ăn to nói lớn thì cứ để cả chân mà ngâm, không cần phải cắt như tôm đâu nhá. Sau khi chặt hết móng rồi và làm miếng vừa ăn thì mình sẽ mang các em nó đi luộc lên, bỏ thêm một nhánh gừng dập để nó thơm, lại khử mùi. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ tranh thủ đi băm gia vị là ớt, sả và quất nha. Quả quất là tên miền Bắc của quả tắc ở trong Nam đó. Ui, giải thích xong rồi thấy nó còn đau đầu hơn. Cái này thì bỏ càng nhiều thì càng thấm vị. Chuẩn bị một bát nước đá để bỏ chân gà luộc vào, nó sẽ giúp chân gà giòn hơn đó. Cứ ngâm như vậy đi nha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi làm nước mắm nha. Một nửa bát nước cho thêm muối tinh, đường, giấm và nước mắm. Công thức thì mình lại đành nhờ vào ông bà tổ tiên phù hộ vậy. Bỏ hỗn hợp đó vào đun sôi và để nguội. Rồi, đến công đoạn cuối cùng rồi đây. Cho một nửa quất xả ớt xuống dưới cùng, rải đều ra, gắp chân gà xếp gọn gàng vào rồi đổ phần còn lại lên trên, sau đó là tưới nước mắm để nguội vào. Cất trong tủ lạnh từ 4 đến 6 tiếng là ăn được. Và bây giờ là đến giờ ăn rồi mọi người ơi. Wow, chân gà thấm vị vừa tới ăn ngon nhất cái nách luôn. Chả lẽ bây giờ lại mở quán kinh doanh chân gà ngâm xả tắc chứ mà. Mình mà mở quán thì không biết có ai ủng hộ không nhở. Úi dồi ôi, tóm lại là hôm nay làm cái món này là tự bản thân thấy mình quá là đỉnh cao. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.